Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật vô cùng mạnh mẽ và quý phái, đó là sư tử. Sư tử là những thợ săn vĩ đại và là vua của đồng cỏ. Chúng có bộ lông màu vàng óng ánh, đầu to và có những cái răng nanh sắc bén. Sư tử thường sống ở châu Phi và hình ảnh của chúng thường được liên kết với sức mạnh và quyền lực. Một trong những điểm đặc biệt về sư tử là sự tổ chức xã hội của chúng. Sư tử sống thành nhóm gọi là bầy hay đàn, với một con sư tử được dẫn đầu và bảo vệ bầy. Con sư tử cái thì thường chịu trách nhiệm chủ yếu về việc săn mồi và chăm sóc con non. Sư tử rất giỏi săn mồi, chúng thường tận dụng sự lợi thế về số lượng để đánh bại những con thú mạnh mẽ. Mỗi khi chúng gầm giống, tiếng gầm của sư tử có thể được nghe rất xa, đó là cách chúng thông báo lãnh thổ và bảo vệ bầy. Bên cạnh đó, sư tử cũng là những ông bố, bà mẹ tận tâm. Sư tử con sinh ra có thể là một hoặc nhiều con và chúng sẽ được chăm sóc đặc biệt bởi cả bầy. Tuy sư tử thường thể hiện sức mạnh và tàn bạo trong thế giới tự nhiên, nhưng cũng có những khía cạnh đáng yêu và gia đình. Hình ảnh của chúng trong các bộ phim hoạt hình thường là những chú sư tử dũng cảm, sẵn sàng bảo vệ gia đình và bạn bè. Hy vọng rằng bạn sẽ thấy thú vị khi khám phá thế giới của sư tử. Đừng quên, sư tử là một biểu tượng của hoàng gia và hiệp sĩ, tượng trưng cho sức mạnh, sự kiêu hãnh và thống trị.